Hàng năm, vào những ngày tháng tư lịch sử, nhiều người dân của huyện Hồng Dân tìm về khu căn cứ địa cách mạng tỉnh ủy Bạc Liêu và khu ủy khu Tây Nam Bộ giai đoạn 1973-1975 ở xã Ninh Thạnh Lợi, nơi các đồng chí lãnh đạo đảng đã lãnh đạo phong trào đấu tranh giành hòa bình cho quê hương, góp phần thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Với tâm trạng bồi hồi xúc động, xen lẫn niềm vinh dự tự hào, bà Quỳnh Thị Đẹp và bà Quỳnh Thị Đáng ở ấp Ca Giảng, xã Lộc Ninh cùng nhiều người dân đã cùng về thăm khu căn cứ tỉnh ủy Bạc Liêu, di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia ở ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, gợi nhớ về ký ức một thời cùng đồng đội gồng mình dưới lửa đạn chiến tranh để bảo vệ khu căn cứ cách mạng đến ngày độc lập. Dù trên mình vẫn còn thương tích do chiến tranh, nhưng hai bà thấy mình may mắn hơn nhiều đồng đội đã anh dũng hy sinh. Đến thăm khu căn cứ, chạm vào những kỷ vật được phục dựng ở nhà trưng bày, càng xúc động nghẹn ngào thì hai bà lại càng tự hào khi căn cứ tỉnh ủy đã được công nhận là di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, được đầu tư tôn tạo xứng đáng với tầm vóc lịch sử cách mạng. Đừng có nói cái khu căn cứ này mà cô đi qua bên Hồng Dân đó, cô viếng mấy cái mã đó cô cũng khóc luôn đó. Chứ không có nói mấy cái bò này, cái này cũng được, làm này thì hoành tráng thì mình nhớ lại cái ơn chiến sĩ hồi đó. Rồi bây giờ thì mình được yên ổn như vậy mà chiến sĩ cũng đâu có hưởng được bao nhiêu, có được thì hưởng được gì đâu. Mình thù hằn của nó quá đi, thành ra mới đi. Với một cái nữa là gia đình truyền thống của mình á, mình ra đi trong thời gian mà ở trong dân y á, thì quá trời anh em bị thương đi vô đó mình phục vụ. Thì tới cái năm mà 72 mới chuyển về ở Đáy Giếc Quế á, thì cấp đó là đánh ác liệt luôn á. Thì tôi giữ cái lối bị tám mà giờ giữ mà còn không được im đấy, mắt ra gừng ngầu hộc đó. Thì như vậy qua mấy mươi năm của Mỹ nó tàn sát quê hương mình á, thì ngày hôm nay tôi trở về khu di tích này cũng rất cảm động lắm. Nhưng nhìn các đồng chí mình ra qua thì mình không biết nói làm sao bây giờ. Một thời dùng căn cứ cách mạng từng được mệnh danh là cánh đồng chó ngáp với lá dừa nước, sậy và năng bợp. Sau hàng chục năm chuyển đổi sản xuất, nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Phong trào đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững được triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ. Cuộc sống của người dân, trong đó có các gia đình chính sách, từng bước được cải thiện. Thì nói chung nhà nước có quan tâm lo bây giờ đó thì vấn đề khó khăn cũng tạm ổn rồi. Hai nữa là vấn đề lao động sản xuất nhà nước cũng có mà cho đất với lo vốn cho làm ăn. Rồi kinh tế bây giờ nói chung là bên thân binh liệt sĩ, gia đình có con bây giờ cũng tương đối ổn rồi, không còn thiếu thốn bao nhiêu nữa. Dùng đồng chó ngáp của xã Ninh Thạnh Lợi và Ninh Lợi A phải nói là phát triển là khá tốt so với trước đây. Hộ khá giàu là chiếm tỷ lệ khá cao. Nhưng mà ở đây thì trong những năm gần đây là phát triển mạnh cái mô hình là vụ lúa trên đất tôm. Thì như các đồng chí biết là trước đây là cái vùng đất này là làm ruộng là có những năm là không có thu hoạch. À, nhưng mà khi có cái hệ thống kinh mương như vậy rồi đó, rồi mình chuyển đổi sang nuôi tôm thì bây giờ đất nó phát triển khá tốt, hay cái độ màu mỡ trong cái vuông tôm. À, trước đây thì là không thu hoạch được, nhưng bây giờ là hiện tại là một công làm khoảng 40 gia là chuyện bình thường. 40 gia nói theo nông dân à, thì đây là một trong những cái điều là phải nói là rất là thuận lợi cho người dân ở đồng khu vực đồng chó ngáp. Sau 49 năm giải phóng, quê hương Hồng Dân anh hùng đang ngày càng phát triển trên con đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ một địa phương vùng xa, nghèo nàn lạc hậu do hậu quả chiến tranh để lại, đến nay Hồng Dân không còn là huyện đặc biệt khó khăn, huyện nghèo như trước đây. Khoảng cách về phát triển kinh tế xã hội đang ngày càng được rút ngắn so với các địa phương trong tỉnh, khu vực, tạo động lực để huyện phát triển toàn diện và bền vững.